Sáng ngày 25 tháng 10, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định kỷ luật đối với ông Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh. Ông Trần Phước Phi bị kỷ luật hình thức khiển trách với vai trò người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại đơn vị. Vị lãnh đạo này cho biết vi phạm chưa đến mức luân chuyển công tác nên ông Phi vẫn được giao giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh trong thời gian tới. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, quyết định kỷ luật ông Phi căn cứ theo cơ sở kết luận thanh tra trước đó của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định về việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về phát triển rừng, sử dụng rừng tại Lô 2, khoảnh 11, tiểu khu 98, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh quản lý. Theo kết luận thanh tra, trước đó Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này cho phép 5 nhân viên bảo vệ rừng ở trạm bảo vệ rừng Vĩnh Sơn trồng sen và khai thác cây keo lai, kết hợp trồng bổ sung cây sao đen trên diện tích 4,5 hectare đất và rừng phòng hộ nhằm góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của các nhân viên bảo vệ rừng. Tuy nhiên, việc nghiệm thu rừng hàng năm không đầy đủ, không thực hiện nghiệm thu và kết thúc công trình lâm sinh để đánh giá chất lượng rừng trồng đối với 3 công trình trồng và chăm sóc rừng. Tự ý cho trồng sen canh keo lai trên 4,5 hectare rừng chưa đúng với hồ sơ thiết kế kỹ thuật về trồng rừng phòng hộ. Ngoài ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này cho phép khai thác cây keo lai trong rừng phòng hộ, nhưng không lập phương án khai thác theo quy định Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, dẫn đến làm ảnh hưởng chất lượng cây sao đen. Kết quả giám định tổng thiệt hại rừng trồng hơn 96 triệu đồng.